Rồi, xin chào quý thầy cô, người xin chào các em. Thì hôm nay mình tiếp tục về các cái hình trong SIGGRAPH tiếp theo. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các em về cái hình này. Thì cái hình này hôm trước mình cũng đã có hướng dẫn về rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ hướng dẫn lại về cái hình này, và đồng thời tô màu cái tam giác vuông này. Thì khó nhất trong cái bài này thì cách xác định tâm, cách xác định tâm của cái đường tròn nội tiếp và đường tròn ngoại tiếp, và cái thứ hai nữa là tô màu cái tam giác vuông này. Thường thường thì chúng ta tô màu cái tam giác đều thì chúng ta rất là dễ, rất là thường làm, nhưng mà cái tam giác vuông này chúng ta chưa có tô, thì mình sẽ hướng dẫn các em tô màu cái tam giác vuông này. Rồi, để bắt tay vào công việc á, thì chúng ta làm như sau này. Thì đầu tiên á, thì chúng ta chọn cái màu nó nâu lên tí xíu. Rồi, về cái bút độ dài bằng 2 này, về tại vị trí không không này, cái không độ, thì đối với tam giác á, đầu tiên chúng ta vẽ ra một cái tam giác. Tam giác thì nhớ rằng là nó có ba cạnh, thì độ dài của mỗi cạnh á, thì bây giờ mình vẽ một cụ thể trước, sau đó mình sẽ vẽ ở dạng tổng quát. Bây giờ mình vẽ ở chế độ là 100. Về mỗi cạnh có độ dài là 100 và góc quay á thì 120 độ. Rồi, thì bằng cách á, bây giờ chúng ta xác định tâm tâm của cái tam giác đều này, thì chính là đường cao giao của hai đường cao hoặc là ba đường cao, thì cái điểm này gọi là điểm tâm. Thì bằng cách xác định tâm á, thì rất là đơn giản thôi. Đã có công thức rồi. Thì góc này, góc này là góc 60 độ. Bây giờ chúng ta vẽ một cái đường phân giác và cũng đồng thời đường cao và đường trung trực. Thì góc này là chia ra lần nữa là góc 30 độ. Bây giờ chúng ta đi tới xác định cái tâm, thì chúng ta có cái công thức như sau. Chính là căn bậc 3, căn bậc 3 nhân với A, nhân với A là nhân với cái cạnh á, nhân với cạnh của tam giác đều, nhân cái cạnh, cạnh ở đây là gì, 100, mình cho trước là 100 rồi, sau đó tất cả cái này chia cho 2, chia cho 2, thì khi mà chúng ta chia cho 2 á, thì nó chính là đường cao, đường phân giác. Đây chúng ta chia 2 này thì nó chính là đường phân giác đường cao, đường trung trực. Nhưng mà bây giờ chúng ta chia 3, nó chính là tâm, chia 3. Như vậy tại đây chính là cái tâm này, tâm của cái tam giác đều này, tâm của tam giác đều. Xin lỗi, đây là điểm giao cũng là tâm của cái đường tròn ngoại tiếp. Bây giờ thì đứng tại vị trí đây, có thể vẽ đường tròn ngoại tiếp và vẽ đường tròn nội tiếp. Đầu vẽ đường tròn nội tiếp á, thì chúng ta làm như sau. Thì tiếp tục chúng ta sẽ quay xuống là 120 độ, 120 độ, và chúng ta sẽ về cái bán kính đường tròn ngoại tiếp. Thì bán kính đường tròn ngoại tiếp ấy, thì cái này cũng công thức thôi ha, chúng ta chia 6, chia 6. Rồi bây giờ nữa chúng ta về xác định cái tâm, chúng ta có thể tô màu tam giác này trước,
tô một tam giác ra trước. Rồi bây giờ mình tô một cái tam giác đều về trước đi. Rồi, sau đó chúng ta xác định về cái tâm này, về cái tâm. Bây giờ đâu chúng ta đi tới này. Đấy, nhân vật nó đang đứng đây. Bây giờ chúng ta lưu lại. Chúng ta lưu lại. Thì rồi lưu lại á. Chúng ta làm như sau. Và chúng ta nhân bảng cái này lên. Nhân bảng cái này lên. Chúng ta bỏ đây. Thì lưu lại và đồng thời là chúng ta sẽ quay lại cho 1 độ. Quay lại cho 1 độ. Thì chúng ta biết rằng từ đây qua đây thì nó là cái góc 60 độ ha. 60 độ. Tại vì góc đây là góc vuông, góc đây là góc 30 độ rồi, thì góc đây là góc 60 độ. Như vậy là thì chúng ta lặp lại 60. 60. Lặp lại 60. Rồi. Thì tại đây luôn này. Chúng ta xác định cái tâm để chúng ta vẽ cái đường tròn nối tiếp. À, xin lỗi, đường tròn nối tiếp. Thì ở tại vị trí này luôn, chúng ta vẽ một cái đường tròn nối tiếp. Để vẽ đường tròn nối tiếp á thì đây. Đường tròn nối tiếp thì với 360 độ ha. Thì chúng ta đi tới này thì một này. Giờ ý tưởng của chúng ta thì từ đây từ cái này này từ này này thì chúng ta giảm bớt cho một ha. Đây giảm bớt một, sau đó chúng ta cộng thêm một thì nó cũng như nhau. Như vậy thì chúng ta dùng cái đây nè. Đây rồi chúng ta trừ một, trừ một thì cộng một là nó như nhau. Sau đó thì chúng ta giảm lại, giảm lại này ha. Đó, bây cái này rồi, như vậy là chúng ta sẽ dỡ cái bút lên. Đầu tiên là chúng ta dỡ cái bút lên này, rồi là chúng ta đặt cái bút xuống này, rồi là chúng ta đặt cái bút lên này. Rồi chúng ta coi thử ha. Rồi thì khi nhân vật chúng ta ra vị trí đây á thì nó cũng đây luôn này, thì đứng tại vị trí đây thì chúng ta cũng có thể vẽ tam giác ngoài luôn ha. Vẽ về cái xin lỗi, vẽ tam giác ngoài, nó vẽ đường tròn ngoài tiếp luôn. Như vậy để vẽ đường tròn ngoài tiếp á thì chúng ta nhận bảng cái này xuống. Nhận bảng cái này xuống thì chỗ đây là chúng ta tương tự ha. Như vậy là chỗ đây chúng ta chia ra 3, thì chỗ này chúng ta chia ra chia ra 3. Rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta vừa đây, chúng ta vừa đây để chúng ta tô cái tam giác này, tô tam giác, tiếp tục tô tam giác này. Thì vừa đây á thì chúng ta đang đứng tại vị trí đây ha. Thì xuống vừa đây thì chúng ta đi một lượng là như thế này. Chúng ta đi về cái góc này, đi tới
mặt đường như thế này. Sau đó chúng ta quay lại, quay góc lại. Giờ mà đỡ chúng ta cho nó cái màu nó khác á, thì tính sau. Rồi bây giờ chúng ta trả lại này, trả lại cho nó này là 180 độ, 180, và chúng ta đi tới một đường như thế này. Và đồng thời chúng ta cũng giảm lại một lượng như thế này, copy luôn cái này đi, nó mau. Và đồng thời chúng ta cũng quay quay một độ, và chúng ta cái góc này, cái góc này, này là góc 30 độ, như vậy chúng ta quay 30, 30 lần, 30 lần đây, 30 lần. Rồi chúng ta xem thử ha. Chúng ta chưa đỡ cái bút xuống này, nó sẽ không có thấy này. Đây. Bây giờ phải nhanh luôn á, nhanh luôn. Nhưng mà gì chúng ta thấy rằng là gì? Khi mà chúng ta đỡ đúng cái độ dài của cái bán kính đó, thì nó sẽ bị dư vào đây. Giờ bây giờ chúng ta chia 4, chia theo 4 thì nó nhỏ lại cho bụng đó. Thì đây là một cái thông số cụ thể. Bây giờ để quỹ một cái chế độ tổng quát á, thì chúng ta phải khai báo một cái biến, cái biến đó là cái biến cạnh của cái tam giác. Sau đó chúng ta nhập cái cạnh tam giác thì nó sẽ quẻ thôi, gọi là biến cạnh. Thì cái cạnh chúng ta đặt ở đây nha. Và cạnh chúng ta đặt ở đây, ví dụ cái cạnh chúng ta nhập vào vai luôn á, nhập trực tiếp luôn. Cái bán kính luôn á, cái bán kính thì chúng ta lấy cái cạnh chúng ta bỏ đây, cái cạnh chúng ta bỏ đây, cái cạnh chúng ta bỏ đây. Rồi tương tự như vậy, cái cạnh chúng ta bỏ đây và cái cạnh chúng ta bỏ đây và cái cạnh chúng ta bỏ đây. Nó hơi dài tí xíu, không sao hết. Chúng ta làm được. Rồi, chạy nè. Bây giờ nhập vào cái cạnh là 200 nè. Đó, thì nó sẽ chạy cho chúng ta. Nhưng mà một điều là gì? Cái chỗ này nè, không có được nổi bật, thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta thứ nhất là chúng ta là tô cái màu nó khác đi, tô cái màu nó khác đi. Chúng ta có thể là tô cho nó màu xanh chẳng hạn.
tôi là màu xanh. Như vậy thì chỗ này chúng ta tô lại nó màu đỏ. Nó sẽ tối cho nó màu xanh. Mình chờ cái bút đây. Màu nó không có giống nhau ha. Chúng ta chỉnh lại tí xíu. Tôi chỉnh tới để thấy xíu hơn trừ 100 thì chúng ta sẽ làm được vẽ được rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Rồi.